Rồi, Hải thân chào đại gia đình nha. Thì hôm trước Hải có giới thiệu về cái máy ép trứng của mình đó, xong và ấp trứng rồi, bây giờ có một số trứng là nó sắp nở, và cách đây là 2 ngày trước là được 18 ngày gì, bữa nay là 20 19 bữa nay là 20, đúng là tới 20 ngày từ khi ấp trứng đầu tiên nha. Thì có một số trứng Hải ấp là tới bữa nay là đúng 20 ngày và mình đã dời xuống khay dưới. Cả nhà mình đừng có bỏ qua cái clip này nha. Tại sao phải dời xuống khay dưới? Và khi dời xuống cái khay dưới, cái khay nở ở dưới này, mình cần nên làm một cái gì nữa để cho con gà mình nó nở an toàn và hiệu quả? Quan trọng cái khúc này nha. Anh em mình mà bỏ qua cái clip này, bỏ qua cái giai đoạn này là con gà mình nó bị tật, bị què chân nha, nó đi không được, là chỗ này nha anh em. Rồi bây giờ Hải mở cửa giới thiệu với anh em mình nha. Nói chung thì cái máy áp nào cũng vậy nha, nếu mình bỏ qua cái khâu này là rất là nguy hiểm cho những con gà mình. Nếu anh em mình để trên khay trên này thì cái khay đảo, nó chạy tới chạy lui nè, nó chạy chỗ này nè à. Thì con gà nó nở xong nó sẽ bị kẹt chân trong này, khi nó chạy tới chạy lui nó kẹt chân đó, thì con gà mình nó bị thương tật nhầm con là không xài được luôn nha, gãy chân gãy này kia ha. Cho nên á, ở ngày thứ 18 anh em mình phải đưa xuống, và tới ngày 19 là ngày hôm qua, bữa nay là ngày 20 đã bắt đầu nó nở rồi cả nhà, bắt đầu khảy mỏ nè. Thì đâu đó chiều nay hoặc là sáng mai là ngày 21 đó, cả nhà mình thấy chưa, tới ngày 21 à, khảy mỏ nè à. Nó kêu chip 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 cho nha, bắt đầu tới ngày 21 là bảo đảm những trứng này sẽ nở hết nha cả nhà đó. Lúc trước á, Hải nói giới thiệu về cái máy này thì Hải không có lót cái miếng khăn này nha. Nhưng tại sao lúc này phải lót cái khăn này? Đó. Đây, cái chỗ này rất là bóng nè. Con gà mình nó khi nở xong rồi thì nó nằm xuống đây và nó hai cái chân nó bẹt ra nha. Nó cái bụng nằm xuống giữa, hai cái chân nó bẹt ra hai bên chị. Đó. Mà trong giai đoạn này là con gà mình nó hình thành và phát triển cái khung xương nha. Mà nó nằm nó bẹt, nó đợi tới 2 ngày mà mình mới đem xuống. Mình đem ra chỗ cái khu vực ấp gà con nha, ủ ấm nó. Đó. Thì tới cái lúc đó nó nằm 2 ngày mà bẹt chân chỗ này là hết đâu đó hết 70% 80% là những cái con gà mình nó bị gì? Là cái chân nó bị chèn bẹt vậy nè, nó dị tật nha, nó bị dị tật. Nó bị dị tật không phải là do cái máy ấp, cũng không phải do nhiệt độ, mà do cái tư thế nó nằm nha cả nhà. Con gà con nó nằm đóng đây nè, nó bẹt hai giò ở đây. Lý do nó không có bám được cái chỗ nào để nó nhúc nhích để đi tới đi lui nha. Tại vì nó bóng lưỡng cái này chân nhớt nè, nó bóng lưỡng à. Con gà lúc này nó chân nó còn yếu, nó mới nở ra chân nó còn yếu. Nó không có thể đứng đi tới lui được bình thường mà nó nằm bẹt chỗ này nó. Rồi cuối cùng á là con gà mình nó bị dị tật từ cái chỗ này nha, nó đi không được đó. Cho nên mình phải tạo cái chỗ bám cho con gà là bằng cái khăn này đó, và cái chân của con gà nó có cái móng chân nó bám vô đây được nha, nó bám vô cái bề mặt của cái miếng khăn này nè, nó đi tới đi lui nó rất là dễ nha. Cho nên anh em mình chú ý phần này nha. Sau khi trứng gà ấp được 18 ngày thì anh em mình dời xuống khay này đó, dời xuống cái khu vực nở cho nó. Và trước khi dời thì anh em mình lên lót cái khăn này cho Hải nha. Cái khăn này rất là quan trọng nha đó. Quan trọng cái khăn này nha, thì anh em mình cũng ý kỹ nha. Cái khăn này là rất là quan trọng cho con gà mình nha, nhắc đi nhắc lại chỗ này cho anh em mình nhớ kỹ đó. Đó anh em thấy không, bây giờ con gà nó lú mỏ nè, là bữa nay là 21 à, bữa nay là 20 ngày nè, có thể chiều nay hoặc là sáng nay là hoàn toàn nở hết nha đó. Cả nhà mình thấy không, nó nở nó khảy mỏ hết như gì nè nha. Tại bữa nay á, nó đang trong giai đoạn khảy mỏ thì mình mới quay cho anh em mình coi luôn nha đó. Mình chỉ có một số trứng thôi mà nó khảy mỏ rất là đều nha. Nè đây nữa nè, thì như chó có một trứng này nó chưa khảy mỏ nè, có một trứng một thôi ha, còn mấy trứng này là khảy mỏ hết cả nhà đó. Đó. Nè, trứng này khảy mỏ nè nha. Cái nhà mình thấy không? Nè, khảy mỏ hết rồi nha.
nó chiều líp chíp líp chíp chân nè à. Đó thì anh em mình nhớ chú ý để mình ấp nở con gà cho thật sự thành công nha. Rồi nói chung thì cái máy này ấp và nở rất là tuyệt vời nha. Tại sao Hải đưa cái thông tin này cho anh em mình mua? Tại vì có nhiều anh em hỏi thì Hải không có trả lời hết nha, mong anh em thông cảm. Cứ liên hệ trên đây, có số điện thoại anh em mình cứ tự đặt mà mua nha. Rồi tới đây thì nội dung video Hải kết thúc nha. Chúc anh em mình nuôi gà thành công, ấp trứng gà nở thành công nha. Tạm biệt cả nhà.